chị mua rất là nhiều đồ chơi luôn. Chị Kimber mến chào tất cả các em. Các em ơi, cuối cùng thì chị Kimber cũng đã gặp được các em rồi. Mấy ngày trước đó chị Kimber phải đi công chuyện rất là nhiều cho nên không có quay video cho các em xem được. Ok em ơi, bên cạnh đó thì chị Kimber cũng phải dọn nhà nữa, dọn nhà qua nhà mới rồi. Ta-da, đây là nhà mới của chị Kimber nè. Chị Kimber rất là thích cái ngôi nhà này luôn. Bây giờ thì nó đang rất là bừa bộn. Chắc là cũng khoảng một tháng nữa thì chị Kimber mới có thể dọn dẹp hết cái đống đồ này. Thì lúc đó nếu mà các em muốn chị Kimber quay nhà mới thì chị Kimber sẽ quay cho các em xem nha. Nhưng mà nhớ đợi chị Kimber một tháng đi, tại vì chị rất là bận luôn. Dọn hết cái đống này chắc là chị xỉu luôn á. Bây giờ chị sẽ quay cái đống này cho các em xem nha. Hello chị trợ lý. Đó, các em thấy chưa, quá trời đồ luôn. Dọn hết cái đống này chắc chị Kimber xỉu quá. Trời ơi. Bây giờ chị sẽ quay một số thứ nha. Đây là cái đồ chơi hôm trước chị Kimber có chia thử cho các em xem nè. Vài hôm nữa chị Kimber sẽ cho nhà thờ, để nhà thờ cho mấy em nhỏ không có đồ chơi ha. Mấy cái này là mền. Mấy cái này là mền mới hết luôn á các em, chưa có xài gì hết, mua quá trời luôn không có xài. Mền nữa nè, quần áo nè, cái đó để chị Kimber vẽ tranh, cái đồ đánh golf của chị Kimber, cái đồ ăn, nấu đồ ăn gì đó. Nói chung là tùm lum hết luôn các em, chắc là chị Kimber phải xỉu khi mà dọn hết cái đống này quá. À, đây là chiếc xe đạp của chị nè. Đây rất là nhiều đồ luôn. Cái này là chị đã dọn hết khoảng phân nửa rồi đó các em. Dọn vào nhà phân nửa rồi đó. Bây giờ là còn phân nửa nữa nè. Chắc xỉu quá. Anh nấp đi. Anh nấp đi, đang làm ống nước. Các em ơi, lúc mà chị Kimber đi công chuyện đó, chị Kimber rất là muốn quay video gì đó để gặp mặt các em. Nhưng mà không biết quay cái gì hết cho nên chị Kimber chỉ biết quay khách sạn thôi. Rồi còn mấy kem mấy bơ nữa đi, rất là tội nghiệp luôn á các em. Rất là tội nghiệp bé kem và bé bơ luôn các em. Bé kem và bé bơ đang trốn nè, nhưng mà bé kem khát nước quá cho nên đã ra uống nước. Chị Kimber có đem những cái vật mà bé Kem và bé Bơ rất là quen thuộc, ví dụ như là cái đồ uống nước này nè. Cho nên bé Kem cũng bớt sợ một tí, nhưng mà bé Bơ thì rất là sợ luôn. Hiện tại thì chắc là bé Bơ đang trốn ở dưới giường rồi đó. Tại vì chị Kimber đi công việc cả ngày đó cho nên phải để hai bé ở trong khách sạn như thế này, chỉ có một mình thôi, rất là tội nghiệp luôn. Chị cũng không biết cho ai giữ nữa nếu mà không đem theo đó các em. Tại vì đưa cho ai thì chị cũng không có an tâm hết, cho nên đi đâu thì cũng dắt hai bé đi theo hết. Đây, bé Kem đang nằm ở trên giường nè. Bé Kem tối ngủ với chị Kimber, còn bé Bơ thì thường hay đi kiếm chỗ ngủ riêng, tại bé Bơ không có thích ngủ chung. Đó, bé Bơ đang đi tới kìa, dễ thương không các em? Bé Kem thì dễ làm quen hơn, còn bé Bơ thì hơi nhút nhát một tí. Đây, bé Kem nằm dài lên bàn luôn, làm chị Kem Bơ không có làm được gì hết. Đây, một bé trên và một bé dưới. Bây giờ thì chúng ta hãy xem phòng của chị Kimber ha. Thì mới đi vào thì chúng ta sẽ có một cái bàn để những cái đồ ăn. Cái này là nước đá này các em, còn cái này tối hôm qua chị Kimber ra ngoài mua đồ ăn rồi. Đây là máy làm cà phê và ly nước mà chị Kimber rất là ít khi uống cà phê cho nên cũng không có uống cà phê.
chỉ là uống nước với lại nước ngọt thôi. Còn đây là thẻ mà, thẻ vào cửa này các em. Chỉ một cái và nắp đi một cái. Ồ, ở dưới đây chị Kimber có đem đồ ăn cho bé Kem và bé Bơ nữa nè. Đi đâu cũng phải đem theo bánh này hết, tại vì hai bé rất là thích ăn bánh này luôn. Còn ở trong này là nước ngọt và nước và có một cái bánh donut nữa nè. Còn ở đây là phòng phòng vệ sinh thì cũng bình thường thôi. Chị Kimber đi không biết quay gì hết, tại vì ban ngày thì rất là bận, còn ban đêm thì về không có biết quay gì, cho nên quay cái phòng cho các em xem thôi. Còn có chị trợ lý đi chung nữa nè. Chị Kimber ở phòng 436, còn chị trợ lý thì ở 435. Chị trợ lý mới qua chơi. Ở đây thì mình ngồi xem tivi, nhưng mà hai anh chị cũng không có xem tivi gì hết, tại cũng không có thời gian để mà xem. Lâu lắm rồi đó, mấy năm rồi chị Kimber chưa mở tivi lên luôn. Chị thấy cái phòng khách sạn này thì cũng ok, cũng được, thoải mái, quan trọng là không có ồn ào. Đây bé động. Còn đây là thức ăn, thường thì chị ăn ở ngoài thôi, đồ ăn trong đây cũng không có được ngon cho lắm, chỉ trừ có ăn sáng thì rất là ngon. Đây bé Kem cứ tới uống nước nè. Tìm khách sạn mà cho chó mèo vào rất là khó luôn á Kem, may mà chị Kimber tìm được cái này. Bây giờ là tối rồi, ở bên đây là khu vực của khách sạn, còn ở bên kia là khu mua sắm vui chơi. Nhìn xuống dưới nè. Ồ, cái đồ đẩy mấy kem và mấy bơ đó kem màu tím đó. Bàn làm việc. Lại là mấy bơ. Tội nghiệp mấy bơ và kem quá. Đi xe rất là sợ luôn kem. Ủa, ông kem làm gì vậy nè? Hello, chị Kimber đây. Ok, xong. Và hôm giờ thì chị Kimber không có chơi đồ chơi, không có mua đồ chơi gì hết, cho nên hôm nay chị Kimber đã có đi Target và chị mua rất là nhiều đồ chơi luôn. Năm năm nè, shopping nè. Nói chung rất là nhiều. Các em đừng quên vào trong channel của chị Kimber ngày mai nha. Mỗi ngày chị Kimber sẽ chơi một món đồ chơi. Ok, bây giờ thì chị Kimber phải đi dọn dẹp tiếp thôi. Và hẹn gặp lại các em vào lúc 4 giờ chiều ngày mai. Bye bye!